anh hết sức hoan nghênh tinh thần của chú. Hoạt động trong vùng địch tạm chiếm là hết sức gian khổ và nguy hiểm, nên chú phải hết sức thận trọng, phải dựa vào dân, tin tưởng ở dân thì mới hoàn thành được nhiệm vụ. Vâng. Nền nông nghiệp tập trung đang dần chứng minh được tính đúng đắn của định hướng phát triển xã hội chủ nghĩa. Nói chung là các hợp tác xã đang định hướng được phương hướng sản xuất và đi vào làm ăn có kế hoạch. Hầu hết các hợp tác xã đã định được kế hoạch từng vụ, từng năm. Có những hợp tác xã khá có kế hoạch từ 2 đến 3 năm. Về quản lý lao động, nói chung các hợp tác xã chú ý ổn định, củng cố các đội sản xuất. Bình quân một ngày công lao động của năm 1960 là 105 ngày công, bây giờ tăng lên 254 công. Một ngày công của các hợp tác xã bây giờ chỉ có 5-6 tiếng đồng hồ, lấy đâu ra mà tăng? Thì cũng do mấy anh ngồi bàn giấy tính cho ông ấy, chứ ông ấy làm sao biết được cái cảnh xã viên chống quốc chờ cảnh để đi về. Năm 1960, giá trị sản phẩm do một lao động làm ra là 149 đồng, nay đã tăng lên 280 đồng. Do công tác quản lý có tiến bộ, mấy năm nay chúng ta đã rút đi khá nhiều lao động trẻ, phần lớn là lao động trẻ tiến bộ, nhưng sản xuất vẫn được đảm bảo. Đời sống nông thôn có nhiều biến đổi, xóa bỏ được chế độ người bóc lột người. Theo thống kê chưa đầy đủ thì thu nhập của nông dân tính bình quân theo đầu người năm 1960 là 11,47 đồng, thì nay đã tăng lên là 15,27 đồng. Bà con xã viên đã xây được nhà cửa, mua sắm được hàng hóa nhiều hơn. Cơ sở phúc lợi như giáo dục, y tế, vệ sinh phát triển. Trình độ văn hóa của nông dân tăng lên rõ rệt. Chuyện này có ở tỉnh nào vậy hả bà Chi? Anh đi mà hỏi ông ấy. Vốn tài sản của hợp tác xã ngày một tăng, cơ sở vật chất và kỹ thuật của hợp tác xã cũng cải thiện rõ rệt. Đội ngũ cán bộ và công nhân kỹ thuật trong nông nghiệp của chúng ta ngày một đông. Điều kiện lao động và đời sống của nông dân được cải thiện từng bước. Bộ mặt nông thôn đang được đổi mới. Bà con nông dân ngày càng gắn bó với hợp tác xã. Phong trào hợp tác hóa đi đôi với công nghiệp hóa, xã hội chủ nghĩa đang đưa nước ta từ một nước nông nghiệp nghèo nàn và lạc hậu thành một nước có nền nông nghiệp tập trung từng bước tiến lên hiện đại. Này, chắc là có tỉnh khác, chứ tôi chưa thấy có tỉnh mình. Ừ, có thể. Thì ra có hai bầu trời hả ông? Ừ, chắc tự. Tóm lại, những thắng lợi mà hợp tác xã nông nghiệp đã giành được chủ yếu là do đường lối, chính sách và phương hướng đúng đắn của Đảng trong nông nghiệp. Chúng ta đã giải quyết kịp thời việc mở rộng quy mô hợp tác xã, gắn liền vấn đề hợp tác hóa với thủy lợi hóa,
cơ giới hóa, cải tiến quản lý và kỹ thuật để từng bước củng cố, hoàn thiện quan hệ sản xuất, đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp phát triển là cơ sở để phát triển công nghiệp. Này, cậu nhớ ghi âm đầy đủ bài nói chuyện này đấy nhá, không được sót chỗ nào đâu đấy. Làm sao mà sót được ạ? Thì tớ cứ nói thế. Thưa các đồng chí, bây giờ tôi xin nói đến phần khuyết điểm và cả những sai lầm có tính nguyên tắc đang diễn ra ở một số nơi. Trong đó, tỉnh Phước Vĩnh là trầm trọng nhất. Chú làm sao thế? Bụng đau, cảm giác buồn nôn. Tôi chết. Không khéo lại chảy máu dạ dày mất. Chú xin phép về mà nằm nghỉ đi. Không sao, lát nữa chắc đỡ thôi. Chị Thường nói đúng đấy. Anh nên về nhà nằm nghỉ. Bảo cậu Đô gọi bác sĩ đến khám ngay cho. Nếu bệnh chảy máu dạ dày tái phát là phải đi cấp cứu ngay. Chắc không sao đâu, tôi cũng thấy ổn ổn rồi. Chiều qua tôi đã làm việc với thường vụ tỉnh ủy và đã chỉ rõ những việc sai lầm nghiêm trọng mà tỉnh ủy các đồng chí đã mắc phải. Tôi đã đề nghị ban thường vụ nghiêm khắc kiểm điểm trong việc đưa ra nghị quyết 86. Tôi đã yêu cầu đồng chí Hoàng Kim với vai trò là bí thư tỉnh ủy phải chịu trách nhiệm chính trong việc này. Kìa anh Kim. Ơi, chú Kim. Tôi thấy đau bụng quá chị. Ai chạy đi gọi bác sĩ hộ với. Chú ấy làm sao thế? Dạ báo cáo, chắc anh ấy lại bị chảy máu dạ dày tái phát ạ. Đưa đi cấp cứu ngay. Bác sĩ đến rồi kìa. Đây, tôi nhờ tí nào. Lùi lại đi. Không khí thở nào. Bác sĩ xem thế nào đi. Chị để em bắt mạch cho anh ấy. Mạch yếu lắm, phải chuyển bí thư lên bệnh viện tỉnh cấp cứu ngay. Ai đó gọi cho tôi cậu Hành lái xe đến đây. Để tôi tiêm cho anh ấy một mũi trợ lực. Lấy cho tôi một phích nước rồi. Để tôi bảo chú trợ lý lấy xe chở chú ấy về Việt Xô cho nhanh và đỡ sốc. Chảy máu dạ dày như chú ấy mà đi xe bị sốc là nguy hiểm lắm đấy. Báo cáo đã có xe đây rồi ạ. Thì chú ra xe mọi người lùi lại một cái đi nào. Rồi, wow, để cho bác đi. Cố gắng lên bác nhá. Thế cái chị. Này này, chú với chú Quốc ở nhà lo công việc nhá. Tôi với cô Lê đưa chú ấy lên bệnh viện. Vâng. Vâng. Cho em đi với. Thế thì cô ngồi ghế trên này này, tôi với cô Lê ngồi ghế dưới. Chị Thương, chị Thương. Chị nhớ đưa chú ấy về bệnh viện Việt Xô nhá. Tôi sẽ gọi điện cho viện trưởng, cử người tốt nhất ra điều trị cho chú ấy nhá. Vâng ạ. Tránh ra này, ô tô đâm.